Giấc mơ tuyệt vời nhất của DK con, và đây là một hiện thân của, đây là DK cha. Giấc mơ tuyệt vời nhất của mày mày D plus Kia, ước gì game 10 phút xong. Đi lại là lao vào tìm kiếm Guma Yuzi, Guma vẫn game gì lên ngôi vô địch.사실 뭐 프로 연차가 오래 쌓이면서 웬만한 메타 다 이제 해보긴 했는데, 좀 일단 탱커 메타는 좀 탑으로서 좀 재미없다고 생각을 했었는데, 이번 라인서 메타를 겪고 나니까 탑이 굉장히 쓸모가 없어지는 그런 기분이라서 일단 라인서 메타는 안 왔으면 좋겠고요. Không hề thích sanh tê nha các bạn, đời đưa đẩy phải đánh sanh tê thôi.좀 칼챔 위주로 나오는 게 이제 탑 입장에서는 재밌고 좋은데, 뭐 개인적으로는 그런 메타가 왔으면 좋겠는데 또 그것도 팀적으로 봐야 돼서 뭐 일단 그렇게 그 정도만 네 하겠습니다. 그냥 원딜이 세지는 메타가 왔으면 좋겠습니다. 좀 영향 게임에 영향을 많이 미치는 그런 느낌으로. 제가 좋아하는 게임 메타는 뭐 미드 쪽에 탱커 팀이랑 Mày có đang nhịn cười không Vinh? Có phải nó vừa nói vừa nhịn cười đúng không? Đúng không? Galio, Seth, Volibear. Đúng không? Mà nó cảm giác là nó vừa nói vừa nhịn cười. 제가 좋아하는 게임 메타는 뭐 미드 쪽에 탱커 챔피언이 나오는 메타가 좀 저는 개인적으로 제일 좋아하는 저는 지금 MSI 대회에서 우승하고 왔으니까 MSI 14.9 버전 메타가 그래도 제일 좋은 것 같아요. 지금 왜냐면 난 잘하니까. 잘해서 우승했고 그래서 좋습니다. Nhân tiện phết đó chứ. Cũng lén lén mà thả nhẹ. 잘하니까. 잘해서 우승했고 그래서 좋습니다. 제가 제일 좋아했던 메타는 아마 옛날에 사일러스 정글이 좀 유행했던 메타가 있었거든요. 제가 사일러스라는 챔피언을 너무 좋아해서 그때가 좀 뭐 뭐 tự mua tướng kỹ năng mua 5대5 게임이고 밸런스가 중요한 게임이 trả lời rất ngoan như học sinh gương mẫu luôn. 제가 재밌으려면 이제 탑 라인이 강한 게또 재밌기 때문에 막탑 영향력이 좀 많이 올라가거나 또탑 챔피언들이 많이 버프가 됐으면 좋겠네. 혹시 보라 선수 그 칼챔 메타를 좋아하시는지 아니면 방패 메타를 좀 좋아하시는지 제가 탱커를 이제 프로를 하면서 이제 탱커를 많이 기용하기는 했지만 제가 탱커를 그렇게 좋아하는 성향은 아닌 것 같아요. 네. 그러면 이제 칼챔 약간 스타일. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 서폿이 왕이 됐으면 좋겠다. 서폿이 잘 커야 될 게임이 있네. 오면 재밌지 않... Nỗ lực trong tuyệt vọng của Delay. Một đời liêm khiết chống lại bốn vị trí còn lại. Quyết tâm giành quyền cho hỗ trợ. 그러면은 약간 두 가지 방향이잖아요. 약간 향로 메타처럼 서포팅을 하면서 왕이 되는 거 아니면 진짜 이니시로 다 부숴버리는 거. 둘 중에 좀 어느 쪽을 선호하세요? 지금 현 패치 버전에서는 선제 공격이라는 룬이 많이 좋은 것 같은데 그냥 그런 점을 좀 다시 약간 도벽 부활시키기 Hai không biết là lúc mà phỏng vấn này nó có biết là nó đã bị người đồng đội kề vai sát cánh gọi đúng cái từ này không ta? Nó vẻ như là cũng cũng ngồi ngoài lúc mà Viber phỏng vấn chắc người nó cũng dục nhột nhột giật giật cơ không? Cái thằng nào gọi mình là mới mang cắp ăn trộm ấy nè. 느낌이거든요. 그래서 그런 쪽으로 돈을 좀 많이 벌어서 아이템을 빨리 뽑아서 좀 세지는 케이스 조금 넣고. 뭔 nó nghe, bọn nó biết à. Hai thằng này. 에버 선수한테도 한번 여쭤봐야. 아, 무조건 싫어해서. 사실 지금 메타도. 지금 메타 사실 그렇게 재밌진 않은데. 아, tức là cái câu chuyện này tức là
cái câu chuyện này tụi nó đã từng nói chuyện trực tiếp với nhau rồi. Câu chuyện là mày ăn trộm lính của tao, là mình nghĩ là ở trong khi thi đấu hay là trong lúc đấu tập gì đó, là cuộc sống của tụi nó đã dùng cái cụm từ này để chửi nhau rồi, chứ không phải đây không phải là tự nhiên là tụi nó nghĩ ra cái nội dung này, mà là đây chính là sự thật đã xảy ra ở Hanwha Sport, là thằng AD chửi thằng hỗ trợ là ăn trộm lính, chắc chắn luôn rồi, không phải là lần đầu đâu. À, 무조건 싫어해서. 사실 지금 메타도 đúng rồi. 아, 지금 메타 사실 그렇게 재밌진 않은데. Chắc chắn là chán rồi, đi giai đoạn này làm gì có Akali Salad của em. 메타. 근데 사실 제가 롤 하면서 그렇게 많은 메타를 겪어본 게 아니라서. 저는 아까 조이 같은 게 미드에 나왔을 때가 좀 재밌었다고. Mày đứng kế bên người ta, mày xích hụt. Mày đòi chơi Joey. Chắc chưa? Các bạn có nhớ có một cái ván đấu chuyên nghiệp nào của Joey của JK chưa? Nó quýnh con lợp lăng tốc biến, biến ảnh kế bên người ta. Nó xích hụt mà nó đòi chơi Joey. Ồ, 느꼈던 게 이제 조이 같은 걸로 미드 푸시를 하고 제가 약간 짧은 교전들을 많이 했었던 게 이제 좀 재밌게 느꼈었던 것 같아서 네 그런 메타 왔으면 좋겠어요. 하나만 그러자면요, 저는 향로 메타 한번 왔으면 좋겠고요. Bây giờ mình có cái gọi là chúng ta có mini game, các bạn dự đoán coi là bao giờ thì chúng ta được coi cái cảnh mà đi live và Viber mày đấm nhau. Thời điểm nào trong năm 2024 thì chúng ta sẽ thấy Viber với Delight đấm nhau. Mình nghĩ là nó cũng sắp rồi đó. Nó cũng gần lắm rồi đó. Cũng sắp tới ngưỡng rồi đó. Mình nghĩ chắc trong năm nay thôi. Không lâu hơn được nữa đâu. Tầm năm nay thôi. Delight 0.5 Easy Money. Riêng cái kèo này là mình vào Delight cả người luôn nha. Tại vì mình khá là chắc là nó có tập luyện thể dục thể thao. Tại vì nó vẫn nhìn nó vẫn tròn, nhưng mà mình cảm giác là giai đoạn này nhìn nó chắc hơn rất là nhiều. Kiểu như nhìn cái gọi là body composition của nó là cảm giác là chắc chắn hơn rất là nhiều. Mà nó còn có lợi thế nữa là các bạn biết gì không? Nó không cao lắm thì, nhưng mà nó sẽ là một cái lợi thế về cái trọng tâm của nó thấp á. Đặc biệt là chơi mấy cái môn như MMA hay là vật vật một tí á, trọng tâm thấp mà nó khỏe thì nó cực kỳ là khó chịu khi mà bem nhau. Cho nên là trong trường hợp mặc dù là Viber sẽ có rất là nhiều lợi thế về sải tay sải chân, nhưng mà nếu mà phải là bem nhau thì là mình xin được phép là vào delay cả người nha. 제일 재밌게 한 메타는 16년도 막 hồi tưởng về một thời trai trẻ. Alice 뭐 이런 메타가 제일 재밌었어가지고 그 메타로 하겠습니다. Thời gian đúng rồi, tàn nhẫn các bạn, không chừa một ai. Hồi xưa ảnh là mày Lee Sin Elite, bay nhảy này nọ các thứ, bay qua bay lại. Giờ mày Makay spam tới, Makay 100% tỷ lệ thắng. Ai. 그냥 뭔가 요새랑 비슷한 것 같은데 또 안 비슷한 느낌이라 뭔가. Lâu lâu anh đánh Lee Sin cái thì anh thả mày đá mẹ có con game đi luôn. Chắc là highlight gần nhất của Lee Sin trong tay Binance là đem về chiến thắng cho nữa, đánh với ai ta? Các bạn nhớ cái trận nó đánh với ai ta? Highlight Lee Sin của Binance á. Nó đánh BLG của ván đấu đó luôn các bạn. BLG của ván đấu đó là Lee Sin của Binance luôn. 저는 근접 부르죠. 전사형 챔피언들 많이 선호해서 뭔가 피오라, 잭스, 카밀 이런 것들이 좀 많이 나오는 그런 메타를 선호해서 그런 메타 같으면 좋겠습니다. 제가 좋아하는 게임 메타는 좀 탱커 정글일 때 조금 더 자신 있는 것 같고요. 아니면 정글이 좀 성장하는 메타? 그런 메타일 때 또 좋아하는 것 같아요. 저는 솔직히 지금 메타도 저랑 잘 맞다 생각하거든요. 메이지 메타 이렇게. Đây là giai đoạn. 그 영향력이. Đây là giai đoạn đầu mùa nha các bạn. 그래서. Tới lượt về cái tự nhiên. Nó không còn hợp nữa. 좋다 생각해요. Đúng ha, mà đúng. Đây là cái phỏng vấn này là từ hồi đầu mùa chưa khai mạc giải. Vô mà mày KDF băng băng về đích luôn.
좀 tự nhiên cái tới cuối mùa của sau kỳ quá. 대회는 약간 늘 바텀 메타, 바텀이 중요한 메타인 것 같아가지고 그래도 이제 원딜 메타가 왔으면 좋겠긴 하죠. 바텀이 아니고 원딜만 이렇게. 이제 게임 메타. 게임 저희는 아마도 세나 메타일 것 같습니다. 뭔가 또 이번에 또 새롭게 또 리퍼 선수가 왔는데 또 워낙 풀이 넓기도 하고 그래서 또 세나 기용이 되면 좀 자유롭게 쓸수 있으니까 세나 메타고 좋지 않을까 생각하고 있습니다. 개인적으로 이제 정글이 성장해서 캐리하는 메타가 왔습니다. Gương mặt của người có một mùa giải con tướng sử dụng nhiều nhất là Sejuani các bạn. À, con tướng nó đánh nhiều nhất mùa này. Sejuani. 좋겠다고 생각을 했는데 옛날에는 요즘에는 이제 그냥 시팅하는 쪽이 좀 더 마음 편한 것 같습니다. 저는 느꼈을 때 뭔가 메타라기보다는 그냥 게임 발랑성적으로 너무 신규 챔피언들이 뭐 나오는 거 좋은데 너무 오래 해먹지 않나. 사실 보는 사람 입장에서도 그렇고 하는 입장에서도 그렇고 하는 생각을 안 해봐서 잘 모르겠는데 지금이 제 người ta tân binh hỏi thích meta nào nhất nó chơi game được mấy năm nữa. 메이지 메타가 오면 그래도 더 잘할 수 있을 것 같아요. 메타 좀 저는 미드라이너다 보니까 맨 팝스 맨 팝스 맨 팝스 đang khóc. 그래서 말씀드리면 좀 미드 메이지 메타나 좀 포킹 챔프들 쓰는 뭐 예를 들면 이제 뭐 빅토르 신드라 조이 이런 챔프들이 활약하는 메타가 제가 제일 잘했던 메타이기도 하고 되게 좋아했던 메타였던 것 같아요. 뭐 사실 저는 원거리 딜러라 이제 원딜이 캐리하는 nó hiện lên là mình thấy bây giờ thì có bây giờ YOSHIKI có hai thằng mà nó chỉ cần xuất hiện nó không cần làm gì nó thở thôi là mình đã cười rồi. Mà thiệt hai thằng này là hai nghệ sĩ hài mà mày carry được cái gánh xiếc LCK này chính là về thằng Biosic và thằng Emmy. Nó chỉ cần xuất hiện thôi, nó chưa cần nói cái gì á. Chưa cần mở miệng nó xuất hiện rồi nó thở một cái là mình đã thấy mắc cười rồi. 맞고요. 아무래도 좀 바텀 영향력이 좀 크다 보니까 바텀 영향력 있는 không cái câu mà tâm sinh tướng các bạn. Tâm sinh tướng là nó hợp lý với hai thằng này. Không chạy đi đâu được, đúng kiểu tâm sinh tướng luôn. 메타가 왔으면 좋겠습니다. 네. 그러면은 이제 베테랑 팬분들도 이걸 여쭤보셨네요. 개인적으로 이번에 좀 원딜 쪽에 패치가 컸잖아요. 네. 개인적으로 이번 시즌에 주목하는 원딜 챔피언이 있다. 사실 이번에 치명적 속도가 이제 사라지다 보니까 이제 원거리 딜러의 좀 후반 캐리가 엄청 없어졌다고 생각하거든요. 그래서 초반에 이제 스킬 위주로 하는 원거리 딜러가 좋은 것 같은데 요새 나오는 챔피언으로서는 이제 코르키. 그다음에는 뭐 원래부터 핫했던 바루스 이런 게 계속 메타 픽으로 네, 자리 잡을 것 같습니다. 정글이 약간 원거리 딜러 챔피언을 하면은 되게 재밌을 것 같아요. 약간 킨드레드 같은 게 좀 활약하는 그런 느낌이에요. 킨드레드도 그렇고 이제 원딜 그냥 말 그대로 원딜 챔피언들을 정글에서 많이 쓰는 메타면 재밌을 것 같습니다. 사실 저는 그 예전 18년도 때 제가 이제 KT의 서브 선수였던 시절이었는데 Kingen nó càng ngày càng trẻ các bạn. Kiểu như là về DK hợp thủ nhưỡng này nọ các thứ sau là cũng các thứ chắc là DK phòng gym đẹp to. Nhưng càng ngày càng trẻ. Các bạn mà coi lại mấy cái hình của nó hồi cách đây giai đoạn thậm chí là giai đoạn đầu sự nghiệp của nó luôn á là nhìn nó già hơn bây giờ. Nhìn nó già hơn bây giờ. Bây giờ nhìn càng ngày càng trẻ. 이제 IG와 KT 경기에서 저희가 비록 그때 지긴 했지만 그
그때 좀 탑이 되게 칼챔만 나왔던 메타였어요. 그때 더샤에서는 피오라 되게 많이 했었고 이렐리아, 뭐 아트록스 이런 챔피언들만 나왔던 메타였는데 그때 탑 캐리력이 상당했다고 생각을 해서 약간 그런 쪽의 메타가 오면 좀 더 라인전에 대한 기준도 엄격해지고 시청자분들의 재미도 좀 더 올라가지 않을까 생각하고 있습니다. 이미 막 되게 여러 Ý anh đang nói là bây giờ hả? Tụi bay thử đưa meta trở lại top lane carry coi là tụi bay biết biết tay anh. Đang đợi, đang chờ đợi một ngày mà trở lại là cái meta đấu sĩ đường trên carry. Meta가 많이 많았었거든요. 그러니까 지휘관의 깃발이든 약간 좀 사기 같은 버그 같은 약간 그런 경우가 많았었는데 딱히 생각나는 건 없네요. 약간 그냥 초반에 약간 10분 안에 게임이 끝낼 수 있는 그런 메타? 약간 그런 메타가 왔으면 좋겠습니다. 네. 나유아 trung bình hỗ trợ đi cây. Giấc mơ tuyệt vời nhất của đi cây con, và đây là một hiện thân của đây là đi cây cha. Giấc mơ tuyệt vời nhất của mày đi plus kia, ước gì game 10 phút xong. Buồn cười. Hàng chi hàng chi con mẹ nó hết giai đoạn đi đường rồi để biết chơi game luôn. Này game có nhiều chuyện nên chrome meta, yeah, chrome meta 왔으면 좋겠습니다. Now you are watching SKPN. Buồn cười. Này giống như là kiểu là cái video, cái content này là để khẳng định những gì mà chúng ta biết về tụi nó các bạn. Không mẹ nó. Kịch bản đúng không? Cái này kịch bản đúng không? Alo, MCK TV hồi nãy mới thấy comment. Ê, đâu rồi? Bây giờ khai thiệt đi, cái này có phải kịch bản không? Kịch bản đúng không? Không thể nào như vậy được. Tất cả mọi thằng luôn. Chắc chắn là phải có dàn xếp. Chắc chắn là phải có dàn xếp. Không thể nào như vậy được. Đó, bây giờ tất cả tụi nó đều đang xác nhận được, xác nhận những gì mà chúng ta biết về tụi nó. Toàn bộ luôn. Nó chỉ bây giờ chỉ đang chỉ giống là confirm lại thôi. Quả cất cất. Cái gì đấy? 맞는 메타보다는 그냥 저희 팀의 장점을 잘 살릴 수 있는 메타가 왔으면 좋겠습니다. 좀 머리를 많이 쓰는 메타? 이번 MSI처럼 뭐 라인 스왑을 하거나 뭐 운영적으로 뭐 속도를 내거나 제가 지금까지 겪었던 경험을 토대로 조금 더 유리한 고지에 취할 수 있는 메타가 그거라 생각해서 네, 좀 교전 많이 일어나는 메타를 제외하고 좀 머리를 많이 쓰는 메타가 좀 더 저한테는 편한 것 같아요. 그냥 약간 근접 챔피언 많이 나오는 메타가 나왔으면 좀 재밌을 것 같아요. 지금 너무 원거리 메이지 챔피언만 미드 많이 나와가지고 조금 약간 루즈한 감이 있지 않나 생각합니다. 약간 조금 더 그 땀내. 네, 좀 더 약간 피 튀기는 그런 매치업이 나오면 더 재밌지 않을까. 좀 원거리 딜러가 상대 탱커를 좀 잘 잡는 메타. 깅 따디 그 깅 있나. 원딜이 센, 원딜이 한타 때 좀 변수 창출을 좀 많이 할 수 있는 메타가 좀 재밌는 것 같아요. 일단 이번에 뭔가 원딜 템들이 좀 많이 패치되기도 했고 그로 인해서 뭔가 유충? 이번에 MSI 때 이제 유충 밸류가 올라가서 LCK 짝라 좀 많이 나왔었는데 mấy cái đồng phục của DS là dễ làm đẹp nhưng mà tụi nó hay là tại mình thích cái màu xanh trắng ta. 다시는 안 나올 거. 같... nhìn nó sáng con người lên hết ha. 아, 그거라 생각해서. Không hợp thiệt. Đặc biệt là về Rascal. Cái đồ xanh trắng. Thằng
Thằng kia hồi là da của nó hơi ngâm nha, nhưng mà mặt vẫn ok nè các bạn thấy không. Nếu mà so tông da là nó thua Rascal chắc phải 3 tông á, nhưng mà mặt vẫn thấy ok. Teddy quá trắng rồi, mặt cực kỳ hợp luôn. Đại đồ đúng không? Đẹp mấy cao, béo đi ép đẹp. Cho nên em đổi thành hỗ trợ luôn. Rất là hợp nhân vật các bạn, thoại vô cùng hợp với nhân vật luôn. Giải thích rõ cho chúng ta luôn. Em thấy con mẹ nó đồ AD giờ như cức. Em tức quá em đi hỗ trợ. Đây cũng là một boy đúng gu luôn. Mà chạy AD mà. Ok. Long range. Dài là phải dài hẳn luôn. Hiểu rồi. Dài là phải dài hẳn luôn các bạn, là phải dài thòn luôn. Chứ không phải kiểu như Ven, Ven hay là Samira. Đó. Tức là xác định là Hena là chơi mấy con mà phải xa ơi là xa, dài thòn luôn. Hai màn hình gây sát thương. Kiểu kiểu vậy đó. Varus đồ đó. Đây Vizin Ad Varus vũ tướng của yêu thích của Hena. Dài là phải dài hẳn luôn. Chơi quá thế. Cho nên trong top이 좀 방치되지 않는 메타 나왔으면 좋겠네요. 탑의 게임에 영향을 많이 끼칠 수 있는 메타. 정글 성장형 챔프 메타가 왔으면 좋겠어요. Yeah, 들면 약간 어떤 챔피언들이 좀 대표적으로 scaling hả? Tức là tăng tiến sức mạnh theo thời gian. Farm nhiều hay còn AP jungle이나 mấy con rừng farm, rừng farm. 이런 성장 챔피언이 메타가 돼. Meta công chúa ngủ trong rừng. Là những cái con mà mẹ bú rừng hả 15 phút lát ra có đồ carry. 제가 제일 좋아하는 메타는 là sao? Là hồi đó em đánh Ranger em hành gà ok lắm anh ơi. Em thích nhất là được chơi ở giải hạng dưới. V2 nó là như vậy hả? Ở trên em đánh ngợp quá. Cho em về Challenger em hành mấy con gà ở dưới. 제가 챌린저스 리그 했을 때인데 한창 그 사이온 많이 나오던 그 메타 있었는데 탑에 저는 그때 제일 게임 재밌게 했던 것 같아서 네, 약간 탱커 메타 좋아하는 거 야 꼭 저는 정글에서 이제 막 육식 쪽에서만 자주 나오면 좋을 것 같습니다. 저는 기본 메이지고도 나오는데 막 아지르 탈리아 이런 쪽 나오는 게 좀 제일 자신 있는 것 같아요. 이제 약간 방관 원딜 말고 약간 무대 많이 가는 치명타 원딜 메타? 약간 그런 후반에 원딜 캐리 되는
약간 그런 메타가 좋은 것 같아요. 사 쪽. 안 그래도 이제 저희가 대규모 패치가 또 한 번 있었고 원딜 네. 쪽에 그래서 이제 좀 치명타 버프가 확실히 있었잖아요. 네. 이거를 보셨을 때 원딜 쪽으로 좀 ở thời điểm hiện tại, không, ở thời điểm đó, bạn BD và MGU ngây thơ không hề biết rằng đúng là meta xạ thủ carry thật. Nhưng rất tiếc con mẹ nó, xạ thủ được giữa. Boss vẫn là AD chim mồi. Ờ, 어떻게 좀 메타가 바뀔 것 같으신지도 궁금해요. 사실 치명타도 버프가 됐지만 이제 시속도 없어졌기 때문에 그래서 아직도 방관이 조금 더 좋은 것 같아요. 저는 뭔가 메타라기보다는 이제 제가 서포트 입장이다 보니까 좀 더 이게 một người đã chơi hết con mẹ nó meta luôn. Một người đã chơi hết con mẹ nó meta của game luôn rồi. Lớn tuổi hơn Faker. 이게 좀 힘들어 가지고 이제 바텀으로서 같이 서포트 할 수 있는 이제 보티오 막 바텀 캐리 많이 나오는 원딜 캐리가 많이 나오게 되면 이제 사실상 옆에 붙어 있는 서포터가 중요해지기 때문에 원딜 캐리가 많이 나오는 메타가 오면 좋을 것 같습니다. 메타요? 어 제가 họ giống kiểu meta để quan tâm định nghĩa lại meta. 글쎄요 이게 mở bài gắt ha, mở bài mà chốt lại câu như mình đề xuất là mày ác luôn á, cháy luôn á. 뭐 인터뷰 때 한번 얘기했던 것 같은데 이제 메타가 이제 완전 방패 메타 펑뜻 완전 네. 칼 메타가 있잖아요. 근데 저는 근데 지금은 다 나올 수 있는 메타라고 생각하거든요. 방패가 나올 수도 있고 뭐 칼이 나올 수도 있고 양 메타가 가장 좋아하는 메타 같아요. 왜냐면 방패만 하면은 조금 재미가 없을 수도 있고 또 칼만 하면 너무 막 한 번 무너지면 다 무너지는 거 때문에 또 힘들 수도 있는데 적절하게 이제 칼과 방패가 동시에 나오는 이 메타가 저는 되게 좋은 것 같습니다. 딱히 크게 생각은 안 해봤는데 hồi đó ở chung với Dep chắc là nghe Dep nói chuyện nhiều lắm, văn ác luôn. 좀 뭔가 제가 좀 예전부터 롤을 해서 그런지 모르겠는데 좀 예전 메타가 한 번 더 오는 거죠. 뭔가 trở về thời hoàng kim à? 좀 그 빅토르 막 그런 거 나오던. Caris đánh từ năm bao nhiêu ta? Lần gần nhất mình nhớ cái tên Caris 17-18 không? 17-18 không? 안 했어가지고 좀 그때 재밌게 봤던 기억은 있어서 그 메타도 나쁘지 않았던 것 같아요. 저는 그냥 개인적으로 좀 서포트만 쳤을 때 그냥 좀 서포트끼리 그냥 서로 이니시 그냥 서포트이 서로 그냥 이니시만 들고 있는 그냥 서포트 이니시에 좀 게임이 좀 자주 오자는 그런 메타를 좀 좋아하긴 했는데. 정글 thực tập sinh Genji 2021 con mẹ nó mà nó nói chuyện giống như là nó sinh năm bao nhiêu? Caris Lon. Hai K ba. Alo. Hai K ba. Mà nói chuyện giống như là phải cỡ mà sinh năm 93 vậy. 딱히 크게 생각은 안 해봤는데. Ủa tụi bay không phân biệt được Caris với Envy hả? Đây là thằng Caris mà. Ơ? Các bạn để chỉnh mình nữa hả? Bây giờ kênh chat những bạn nào mà không chat này, các bạn nghĩ là mấy đứa mà Envy thì nên cho nó đi bao nhiêu lâu? Những đứa mà comment Envy thì là các bạn nghĩ chúng ta nên cho nó đi bao nhiêu lâu? Nói ngồi nói chỉnh, các bạn nó dám chỉnh mình nữa kìa. Những đứa mà là NV thì là đi bao nhiêu lâu? Khỏi xóa, xóa nó cũng hiện ra. Các bạn để yên ở đó cho mình. Khỏi xóa, xóa nó vẫn dấu vết à. Giỡn mặt hoài. Bao nhiêu? Ghi sai nhưng mà người ta đã nói đúng thì cứ nghe người ta đi. Làm sao mà phải cãi, phải chỉnh, người ta đã khổ ghê.
Nhưng mà quay trở lại với câu chuyện 2K3 mà chơi liên minh quá lâu rồi. Không mà nhìn mặt nó già thì các bạn, nhìn mặt nó cũng hơi già. Nhìn mặt nó mình nghĩ nó cũng phải tầm, mình có thể đoán nó tầm 90, 96, 97 được á. 97, ừ. Gương mặt này nếu mà nói 97 mình cũng tin á. 2K3 chơi liên minh quá lâu rồi. Nè, 좀 뭔가 제가 좀 예전부터 롤을 해서 그런지 모르겠는데 좀 예전 메타가 한 번 더 오는 거 정도? 뭔가 그 시절이라 해야 되나? 좀 그 빅토르 막 그런 거 나오던? 그때는 제가 대회를 안 했어가지고 좀 그때 재밌게 봤던 기억은 있어서 그 메타도 나쁘지 않았던 것 같아요. 저는 그냥 개인적으로 좀 서폿만 쳤을 때 그냥 좀 서폿끼리 그냥 서로 EDC 그냥 서폿이 서로 그냥 EDC. Nói chậm thôi. 그 메타도 나쁘지 않았던 것 같아요. 저는 그냥 개인적으로 좀 서폿만 쳤을 때 그냥 좀 서폿끼리 그냥 서로 EDC 그냥 서폿이 서로 그냥 EDC만 들고 있는 그냥 서폿 EDC의 게임을 자주 유지하는 그런 메타를 좀 좋아하겠는데. 정글 없이 정글이 강타 안 들고 하는 게임도 한번 해보면 재밌지 않을까 생각합니다. 챔피언 풀이 되게 넓어야 되는데. NV가 các bạn đây nè. 두루두루 나오고 비욘드들도 종종 나오는 그렇게 될 수 있는. Con này là mình biết có con John. Con John bên Liên Quân. Nếu mà nghe nghe Champion Free 되게 넓어야 되는 그 두루두루 나오고 비욘드들도 종종 나오는 그렇게 될 수 있는 메타가 되면 các bạn nghe được tiếng Hàn nó nói con gì không? 것 같습니다. 이제 Brion hả? Beyond들도 종종 Beyond. Quỳnh nghe được cái chữ Beyond đó rồi. 그 두루두루 나오고 Beyond들도 종종. Nhưng mà cái câu cái phần tiếng Hàn đó nó là gì, xung quanh cái chữ đó là gì? 나오는 Beyond들도 종종 나오는 그렇게 될 수 있는 메타가 되면 재밌을 것 같. 있습니다. Bật dịch tự động ha. Ok, để bật dịch tự động đâu rồi. Dịch tự động đó nè, anh em biết tiếng Hàn đâu ạ? À? Dịch nè. 챔피언 풀이 되게 넓어야 되는 그 두루두루 나오고 비욘드들도 종종 나오는 Baron hả? Baron xuất hiện thường xuyên. 그렇게 될 수 있는 메타가 되면 비욘드들도 종종 메타 ưu tiên bể tướng rộng và Baron xuất hiện thường xuyên. 종종 나오는 그렇게 될 수 있는 메타가 되면 재밌을 것 같습니다. 이제 뭐냐 MSI 거의 마지막쯤에서 이제 막 니달리 같은 것도 나오고 다이네 같은 것도 나오고 이랬는데 저는 AP 챔피언들을 좋아하기도 하고 자신도 있어서 이런 메타가 오면은 정말 재밌지 않을까 싶습니다. 다 나오고 니달리 나나 AP 챔피언들을 좋아하기도 하고 자신도 있어서 이런 메타가 오면은 chờ ngày là đánh lại combo Dana Yasuo 그래서 원딜 챔끼리 싸우는 메타 제이스트 루시안. 네, 그런 메타도 제가 연습생이었어가지고 저는 사실 메타는 그렇게 중요하진 않은 것 같고 저에게 있어서는 뭐든지 상관없는 것 같습니다. 저는 어느 방향성으로 해도 저에게 있어서 연습생이었어가지고 저는 사실 Một quyển văn mẫu di động khác. Mở mồm ra toàn chữ không. Một cuốn văn mẫu di động khác. Nhưng mà tại vì các bạn, mình nghĩ là tại vì cái thói quen của Faker là sẽ phải đưa ra kiểu như để cái này mình có thể giải thích được là Chase Delusion. 네, 그런 메타도 제가 연습생이었어가지고 저는 Faker biết là
tất cả những gì mà mình nói có thể dùng được, được dùng làm bằng chứng để chống lại mình trên mạng xã hội. Nguyên văn á, tất cả những gì anh nói có thể sẽ được dùng để chống lại anh ở trên mạng xã hội. Cho nên là thở ra một cái là phải default là văn mẫu, để không ai chụp dò mình được. Các bạn hiểu không? Một người phải phòng ngự, phải luôn luôn ở trong thế phòng ngự, tại biết lúc nào cũng bị người ta soi hết. Cho nên là phải luôn luôn là mở mồm ra là phải văn mẫu, để không có bị hớ. Cái này thì chúng ta được thấy thực tế chứng minh rất nhiều lần rồi đúng không? Cái bữa gần nhất là chắc cái vụ đi đốt. Đó, mở mồm ra là chắc chắn là nói cái gì là cũng rất là dễ hở sườn, cho nên là phải default văn mẫu hết. Sa실 메타는 đọc sách nhiều là cũng chỉ kiếm văn mẫu để mà có cơ hội là che chắn phòng ngự kỹ. 어느 방향성으로 해도 그냥 본인들이 할 것만 잘하면 이기는 메타가 왔으면 좋겠고, 그리고 탑 탑부터 서포까지 어느 라인이 캐리해도 상관없을 만한 nữa ừ. Bạn Lê Hen. 22년도 월즈 같은 느낌인 것 같습니다. Meta nào mà em vô địch đây. Câu trả lời y chang Lê Hen. Meta nào mà em vô địch là em thích à? Meta nào mà vô địch là em thích. Ơ mà sao lại 2022? Đúng 2022 không? Dịch đúng rồi đúng không? Top, top부터 support까지 어느 라인이 캐리해도 상관없을 만한 그런 메타가 왔으면 좋겠고, 예를 들어 22년도 월즈 같은 느낌인 것 같습니다. Thực ra là đối với tụi nó thì 2022, 2023 đánh khá là giống nhau. Là đánh đều là đánh ưu tiên những con tướng tay dài đường dưới, con lắc 2023, 2023 đều đánh hết mà. Ưu tiên đánh tay dài đường dưới để thắng đường, win bot.